Ê, hay là em nói thua luôn đi để khỏi bị bắn. Em nói thua luôn là khỏi bị bắn. Ừ. Không bị bắn nữa. Bị bắn 10 phát luôn đó. Câu số 1, thắng hay thua? Thua. Cái gì? Do sao chị rảnh vậy chị Harry? Thì chương trình đã quy định mà, người thua bị bắn mà. Ôi ăn vô miệng vậy luôn hả chị? Em ăn luôn rồi. Em đã hả miệng ra. Thua. Chưa gì hết là. Tại em kêu em nhận thua là câu số 1 đâu cần hỏi nữa. Em tưởng là chơi vui thôi. Thì đang vui mà. Ôi vui. Ôi. Kìa. Em ăn rồi. Câu số 2 tập trung nè, tập trung. Cái này chắc mắc cười quá. Bị nữa quá. Con cò khi ngủ đứng trên mấy chân? Một chân. Chính xác. Trời, tôi thương cho em đúng không? Em ơi, anh không biết giúp gì được hết trơn anh ơi. Thôi được rồi, anh nhường. Em nhớ chồng em quá. Anh nhường, xin lỗi em. Câu này thì không cần nhường đâu Tiến Lực. Một con ốc sên leo lên một cái cây cao 13 mét. Ban ngày nó leo được 3 mét, ban đêm lại bị tuột xuống 1 mét. Vậy hỏi phải mất bao nhiêu ngày ốc sên mới leo được lên hết cái cây? 5. Không biết, cây nó chưa biết mấy mét, sao biết được 13 mét lại mới nói. Trời ơi. Lan, người ta đọc 13 mét rõ ràng, cây này chưa biết mấy mét. Em tưởng là nó lỡ lên tới 13 mét rồi. Hey, nếu một số khác mà có chơi chương trình này, anh sẽ xin bằng trước một cái khẩu trang cho em luôn. Để khỏi bị văng vô miệng nha. Thứ gì bạn không thích mà ngày nào cũng phải hít nó? Ok. 5 4 3 2 1 Thứ. Sau 5 giây không ai đưa ra bán thì cả hai cùng bị. Anh không nói gì hết. Anh Hà bị bắn cho em trả lời. Đó là bùi. Thấy chưa? Ôi giỏi quá chị dạ. Cái này không phải lỗi tôi nghe. Tôi không có dính dáng tập chuyện này luôn á. Nghệ sĩ Trường Giang mang giày size bao nhiêu? Em biết. 39 40 Cả hai đều đúng. Vì mang giày tây là Trường Giang mang 39, nhưng mà mang sneaker hoặc giày thể thao thì mang 40. Dạ. Trường Giang cầm tinh con gì? Cầm gì? Tuổi heo. Con heo. Anh nói anh nhường em à? Anh xin lỗi. Anh nhường em thôi thì em nói cái gì cũng sai mà anh làm gì mà cứ hôi vậy? Rồi, xin lỗi. Trời ơi. Tại Trường Giang hỏi anh, thí dụ mà anh không trả lời thì anh coi thường Trường Giang quá. Trời. Quê của Trường Giang ở Quảng Bình hay Quảng Ngãi? Quảng Bình. Bích. Chính xác, trong giấc mộng. Em không có thương yêu giả tới chợ Harry, nói thiệt luôn á. Ai cũng biết anh Quảng Nam hết, chứ mình em biết thôi. Đúng rồi, Quảng Nam chứ. Trường Giang thích nhất món ăn nào? Không biết. Trời đất ơi. Trường Giang có khi hôm nay thích món này, có khi mai thích món kia, không biết thích món nào hết. Quái lắm. Lần đầu tiên chúng câu em vui vẻ rồi. Mắt nào không dùng để nhìn? Em. Làm. Mắt camera. Không. Mắt kiến. Con mắt camera. Là gì? Là cái con mắt camera đó, camera của con mắt á. Mắt cá. Mắt Dương Tiễn. Con gì cắt đuôi thành ngựa? Bé. Xin mời. Cắt cái đuôi con mã ngựa mã cắt cái đuôi có cái đuôi vô. Rồi há miệng ra con, há miệng ra. Há miệng xuống. Há miệng ra. Há miệng ra. Vô khoan. Vô. Há không ra. Con té miệng. Há ra. Ra vô miệng anh không? Há ra. Em bị nguyên cái lò tôm luôn á. Con gì? Con mèo hám ra, hám ra đi, ra đời xong hám ra. Khoan, cho em phân tích. Đúng rồi. Con mạo. Gì? Con mạo. Đúng rồi.
Đúng rồi mà. Vì sao đồng đội nhắc quá nhiều? Không, nhưng mà em phân tích đúng rồi. Tại vì em chưa có tìm được cái chữ cái nào để ghép vô thôi. Rồi câu tiếp theo. Nếu đời người có hai điều không thể bỏ lỡ thì đó là điều gì? Cái bộ phim mới ra đó Ngọt. Trả lời. Đó chính là số 1 và số 2. Không, thả miệng ra, bỏ xuống. Điều số 1 và điều số 2. Có hai điều không thể bỏ lỡ, đó là điều số 1 và điều số 2 thôi. Ủa gì kỳ vậy? Thì nó chỉ có hai điều thôi, nhưng mà không biết trong hai điều đó là gì thôi. Thì là điều số 1 và điều số 2. Ủa bộ phim gì? Em tưởng là bộ phim là cuộc đời thôi. Có hai điều không thể bỏ lỡ. Một là chiến xe buýt cuối cùng về nhà và mày người thật lòng yêu thương ta. Mày vô đây. Mày vô đây. Sao bị bắn vậy? Đồng đội hại. Rồi tiếp tục. Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói là không biết đi? Con bò. Tham gia. Kệ đó. Thua cũng được. Anh chưa được mời mà ai cho anh trả lời? Chết trời. Chết trời là cái gì? Dạ dạ. Đây. Cái gì càng mất càng thấy lợi? Ngọc. Mày trả lời đi. Dễ mà. Hết 5 giây. Cái riêng á. Đổ nợ. Cái riêng là có cái lẻ. Mất cái riêng là có cái lẻ nè mọi người. Cái răng là có cái lợi nè. Mất cái lẻ. Em chưa. Đội mình có chuyện khó hiểu. Khó hiểu vừa. Cái gì đưa vào được nhưng không rút ra được? Cái gì đút vô? Đó là máy bán hàng tự động đưa tiền vào được nhưng mà rút tiền ra không được. Chữ kế cuối trong bảng chữ cái tiếng Việt là chữ gì? Chữ Y. Em đúng rồi. Nhưng mà do bộ phận bắn bị lộn. Tại sao bắn lộn? Sao bắn lộn vậy con? Dạ con bị liệu. Mày ra đây. Nó có thù mà. Là cái con này. Con này nó liệu nè. Khi nào thêm vào thì nhẹ, bớt đi thì nặng? Trả lời. Cái bong bóng. Cái bong bóng thì sao? Mình thêm hơi vô nó bay nó nhẹ, mình không thêm hơi nó nằm dưới đất là nó nặng, đúng không? Bong bóng bay. Chính xác. Hãm da mày. Sao vậy? Đâu dính dáng gì tới chuyện nặng hay không nặng. Khi mình cân là mình thêm hơi vô. Khi mình khiêng, ví dụ 4 người khiêng thì nó nặng hơn là 7 người khiêng. Con gì không bị bệnh mà người ta cứ đưa thuốc cho nó uống? Sao? Hãng da. Ủa? Tại sao bắn Lan Ngọc hoài vậy? Lan Ngọc đúng mà. Không. Cảnh báo bộ phận bắn, bớt bị liệu lại, bị liệu hoài, nhỏ chịu không nổi. Cái gì là thật, những ai cũng kêu giả. Bắt giả. Lan mang về 3 và Ngọc mang về 6, xin chúc mừng. Đuổi nhau 12 nàng đứng đợi là cái gì? Là cái đồng hồ. Có 3 con lợn. Một con lợn trắng tên đen, con lợn đen tên trắng, con lợn đen trắng tên trắng đen. Hỏi khi ông chủ gọi trắng đen thì con lợn nào chạy đến? Ba con lợn đều chạy đến. Có con tên trắng, có con tên đen. Còn rút trắng đen là cái con tên trắng đen luôn. Thì ba con nào cũng có tên mình hết thì chạy tới đi. Hay quá Vinh ơi. Tại sao vậy? Con lợn nó không có hiểu tiếng người. Không, huấn luyện không có nha. Cái này là em phản đối nha. Con lợn nó như con chó vậy đó. Con lợn mà nó như con chó thì ta kêu là con chó rồi. Nó thông minh lắm. Đừng có cãi. Không anh ơi, con lợn nó kêu ép ép. Con chó nó kêu gâu gâu. Con lợn mà biết mình dạy nó có tên nó sẽ tin mình. Con gì đi ngồi, đứng ngồi, nằm ngồi, ngủ cũng ngồi. 5 Con 4 Con 3 2 Ai đi đáp án? Con ếch. Con ếch là đáp án của ai? Đáp án của em. Đáp án của Lâm Mỹ Dạ. Ủa sao tôi cũng bị vậy? Gió sai hướng. Con gì ăn bánh nhiều nhất? Con đất.
được, con được. Cô được ăn bánh gì vậy cưng? Bánh xe. Ủa sao nãy không trả lời vậy đi? Nãy em cảm giác là mình giống như một cái bia để cho mọi người đang đặt bánh. Hang động lớn nhất thế giới nằm ở đâu? Ở Việt Nam. Ủa Việt Nam hả? Chính xác. Hang nào? Hỏi gì? Hang Sơn Động đó, lớn nhất thế giới đó. Chim cú thuộc bộ nào? Bộ chim. Bộ chim. Bộ chim. Bộ chim. Là bộ cú nhé. Trong bài hát Cháu đi mẫu giáo, ba của bé làm việc ở đâu? Công trường. Làm cách nào để lên mặt trời? Không lên được. Không lên được. Mặt trời nóng lắm. Mặt trời ơi, mặt trời ơi. Vợ của Nobita là ai? Suka. Suka. Suka là vợ của Nobita. Ở đâu ra? Đó là trong mơ. Tương lai thôi, tương lai. Có một chiếc xe lửa chạy từ Hải Phòng đến Hà Nội với vận tốc là 100 km/h. Hỏi 50 km thì nó sẽ nằm ở đâu? Chưa tới Hà Nội. Chưa tới Hà Nội. Trời ơi, không biết thì bớt trả lời đi Minh Giờ. Cái gì thẳng tắp trước nhà, trái ngon dành tặng riêng bà ơi? Chị cao. Em không chấp nhận. Sao? Nhà bà ngoại bà nội em trong cái danh mà. Kệ bà nội bà ngoại em, đang đố bà nội ngoại của Lan Ngọc. Từ nãy giờ chúng ta đã trả lời tất cả bao nhiêu câu? 9 câu. Em bắn nhiều quá không nhớ. Chín. Một. Rồi, đặt xuống đây. Nhỏ không? Đặt xuống có đây. Có bánh xe đẩy mà không đẩy mà nó khiêng không vậy đó. Hết dịch đi.